Chuyện kể về một cậu bé mồ côi tên là Jim, 12 tuổi, thân hình gầy gò, sống lang thang và thường xuyên bị những người xung quanh trêu chọc. Jim chưa từng được ai đối xử tử tế mà chỉ nhận được những lời nói cay độc, nghi ngờ, nên cậu trở nên khép kín, lẩn tránh mọi người và chỉ làm bạn với chú chó của mình tên là Tiger. Do quen với ngôn ngữ cay độc của mọi người và để trút nỗi uất ức trong lòng, Jim cũng thường tỏ thái độ cay cú và hằn học với chú chó Tiger của mình. Một ngày nọ, khi đang cùng chú chó Tiger lang thang trên phố, Jim chợt nhìn thấy một người phụ nữ đang đi phía trước làm rơi một gói đồ nhỏ. Cô cầm trên tay lỉnh kỉnh nhiều gói đồ, nên khi cúi xuống nhặt gói đồ này thì một gói đồ khác lại rơi ra khỏi tay. Thấy vậy, không ngần ngừ, Jim chạy ngay đến nhặt hai cái gói đồ lên đưa trả cho cô gái. Cô gái mỉm cười xoa đầu Jim và âu yếm nói: "Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt." Jim hết sức bất ngờ và đứng lặng người. Đó là những lời nói tử tế đầu tiên mà cậu nghe được trong suốt 12 năm qua. Jim nhìn theo cô gái cho đến khi cô đi khuất. Một niềm vui nhẹ nhẹ chợt ấm áp trong lòng cậu. Jim hít sáo gọi Tiger. Con chó ve vẫy đuôi chạy tới bên cậu. Cả chủ và chó đi vào rừng. Jim ngồi xuống cạnh bờ suối và câu nói của cô gái xa lạ vừa rồi cứ vang lên trong đầu cậu: "Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt." Jim bật cười một mình, rồi cậu quay sang chú chó đang nằm bên cạnh mình, khẽ xoa đầu nó, một cử chỉ mà cậu chưa bao giờ làm cho nó, và nói: "Cảm ơn mày, mày thật là tốt." Chú chó tỏ vẻ ngạc nhiên, tai nó vểnh lên, đôi mắt long lanh nhìn Jim chăm chú và vẫy đuôi lia lịa. Jim nhủ thầm: "Ồ, đến con chó cũng thích nghe lời nói dịu dàng." Cậu cúi xuống, nhìn gương mặt mình dưới mặt nước và thấy một khuôn mặt lấm lem. Cậu vốc nước, rửa mặt thật sạch, và khi mặt nước đã tĩnh lặng, cậu nhìn thấy trên mặt nước là một khuôn mặt sạch sẽ và tươi tắn. Cậu chợt thấy mình không tệ, và kể từ giờ phút đó, cậu quyết tâm sẽ trở thành một người tốt thật sự. Và quả thật, 40 năm sau, cậu bé lên nước bị người ta coi thường ngày nào đã trở thành một tỷ phú nổi tiếng trong vùng đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những lời nói nhẹ nhàng khích lệ thường có khả năng truyền cảm hứng tích cực cho người nghe và xây dựng được những mối tương quan tốt đẹp giữa người với người. Trái lại, những lời nói cay độc, nặng nề thường làm tinh thần người nghe sa sút và làm gãy đổ các tương quan của con người. Do vậy, cách nói năng và sử dụng ngôn ngữ là một trong những bài học vỡ lòng mà ông bà xưa đã chuyên tâm dạy dỗ cho con cháu. Có rất nhiều câu ca dao tục ngữ đông đầy những bài học quý giá cho hậu thế về vai trò quan trọng của lời nói trong nét đẹp nhân cách của con người được lưu truyền như sau: "Kim vàng ai nỡ uống câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời." Hay "Vàng thời thử lửa thử than, chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời." Lời nói gói vàng cũng là lời mà cổ nhân nhận định về giá trị của lời nói. Nhận được một lời nói đẹp, nhẹ nhàng, mang tính khích lệ, làm cho tâm hồn người nghe được phấn chấn, tràn trề hy vọng, thì quý giá như là nhận được cả một gói vàng. Đây có lẽ là kinh nghiệm của cậu bé lang thang nhem nhuốc trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe.
lời nói dịu dàng và đầy sự tín nhiệm của một người phụ nữ xa lạ đã khơi dậy khao khát được trở thành một người tốt trong tâm hồn cay đắng của cậu bé ấy, và cậu đã có sức mạnh để thực hiện được khát vọng đó của mình. Thánh Phaolô tông đồ đã tận tình khuyên nhủ chúng ta đừng để bất cứ từ ngữ vô nghĩa hay lời nói chua cay, gắt gỏng, nóng giận lọt khỏi miệng chúng ta, nhưng hãy chuyên tâm dùng lời lẽ lương thiện sinh ơn ích cho người nghe. Chính khi nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những suy nghĩ tích cực về người khác, chúng ta sẽ luôn thốt ra được những lời nói nhẹ nhàng, tử tế với họ. Nhờ đó, chúng ta giữ được sự bình an trong tâm hồn mình và còn truyền những cảm hứng tích cực cho người khác, giúp họ biết trân trọng bản thân và không ngừng nỗ lực đạt được những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con biết loại trừ đi nơi môi miệng mình những lời nói cay nghiệt, thiếu bác ái, và luôn dành cho nhau những lời nói dịu dàng, ấm áp tình yêu thương. Nhờ đó, tâm hồn của chúng con và cõi lòng của những người mà chúng con gặp gỡ luôn chan hòa niềm vui và bình an. Amen. Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu có tôn thờ, tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cây nhờ, dù gian nguy trong cho con mãi chung kiên nghìn đời, cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mở rộng mời trong say đắm tình Ngài thiết tha, cho con vẫn tình yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu con tôn thờ, tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.